Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Tình trạng thực sự của tướng Alexander Pavlovich Lapin, người được các phương tiện truyền thông tương trình đã qua đời và thi thể trôi sông. Như chúng tôi đã từng trình, tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Fact Check Was Fire Russian General's Body Found in Moscow River? Nghĩa là xác minh sự thật, phải chăng thi thể của tướng Nga bị sa thải được tìm thấy trôi trên sông mạc Tư Khoa? Trong bài báo đó, tờ Newsweek cho biết có các báo cáo rằng thi thể của Alexander Lapin, một vị tướng có rất nhiều huy chương lãnh đạo quân đội Nga ở Syria và năm nay ở Ukraine, được tìm thấy trên một con sông ở mạc tư khoa, đã được một số hãng tin chia sẻ vào cuối tuần qua và lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Tờ Newsweek cũng nhận định rằng tin tức này không thể xác minh. Vậy tình trạng thực sự của tướng Alexander Pavlovich Lapin bây giờ ra sao? Alexander Pavlovich Lapin là một sĩ quan quân đội Nga, giữ chức tư lệnh quân khu trung tâm từ ngày 22 tháng 11 năm 2017. Ông được thăng quân hàm thượng tướng vào năm 2019 và được cho là vị tướng có nhiều huy chương nhất trong quân đội Nga. Ông là chỉ huy của Tập đoàn Quân Trung tâm của lực lượng lục quân Nga trong cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga. Alexander Lapin sinh ngày 1 tháng 1 năm 1964 trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông theo học tại Viện Công nghệ Hóa học Kazan từ năm 1981 đến năm 1982. Từ năm 1982 đến năm 1984, ông phục vụ trong hàng ngũ quân đội Liên Xô trong lực lượng phòng không Liên Xô. Từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 7 năm 2014, Lapin chỉ huy đội quân vũ trang liên hợp cận vệ số 20. Năm 2014, ông được phong quân hàm trung tướng. Từ năm 2014 đến năm 2017, ông là tham mưu trưởng quân khu miền Đông. Năm 2017, Lapin trở thành tham mưu trưởng lực lượng Nga ở Syria. Ông được thăng cấp thượng tướng vào năm 2019. Vào tháng 6 năm 2022, các phương tiện truyền thông Nga hoan hỉ tiết lộ rằng Ông là chỉ huy của tập đoàn quân trung tâm của lực lượng lục quân Nga trong cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga. Họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào ông ta. Vào cuối tháng 3, ông đã đến thăm tiền tuyến và trao huy chương cho con trai mình, người chỉ huy chiến đấu ở Sumy và Chernihiv. Trong cuộc tổng phản công Kharkiv hồi đầu tháng 9, các phương tiện truyền thông Nga bắt đầu quay 180 độ. Họ công kích Lapin vì cho rằng chính con trai ông là trung tá Denis Alexandrovich Lapin, tư lệnh trung đoàn xe tăng cận vệ 1, người từng được ông gắn huy chương đã bỏ trốn khỏi đơn vị trong bối cảnh quân đội Nga tháo chạy tán loạn. Sau trận Liman lần thứ hai là trận chiến thắng của Ukraine, Lapin đã bị chỉ trích nặng nề bởi người đứng đầu Cộng hòa China, Ramzan Kadyrov. Kadyrov đổ lỗi cho Lapin về sự rút lui của Nga nói rằng nếu là bộ trưởng quốc phòng, ông sẽ giáng chức Lapin xuống làm binh nhì, tước hết huy chương của ông ta và đưa ông ta ra tiền tuyến với một khẩu súng máy hạng nhẹ để xóa sạch các vết nhơ bằng máu của mình. Điện Đồng Linh đã yêu cầu Khadi Trù gác lại cảm xúc trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông đã kết hôn và có một con trai duy nhất là Trung tá Denis Alexandrovich Lapin, sĩ quan chỉ huy trung đoàn xe tăng cận vệ số 1. Thông tấn Nga RBC đưa tin, vào ngày 29 tháng 10, Lapin đã bị cách chức tư lệnh quân khu trung tập. Với quyết định cách chức Thượng tướng Lapin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cách chức đủ tất cả các tư lệnh quân khu đông, Tây, Nam, Bắc và trung tâm, không sót một người nào. Bên cạnh đó còn có Thư trưởng Quốc phòng phụ trách hậu cần, tướng Mitro Bukakov, bị thay thế bởi Mikhail Mizinsky. Và tư lệnh hạm đội hắc hải Igor Osipov, Lapin cũng như những người này có lẽ bị cô lập. Họ không nắm giữ các chức vụ nào trong quân Nga để tránh nguy cơ gây binh biến. Nhưng có lẽ họ không bị giam giữ hay bị giết như các báo cáo có phần phóng đại đã tường trình. Ngoài ra, còn có 11 tướng lãnh Nga được tường trình đã bị bắn chết trong cuộc xâm lược tại Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine tiến hành 22 cuộc không kích vào các mục tiêu của đối phương, Bộ Tổng tham mưu. Trong bản báo cáo sáng thứ tư, mùng 2 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine đã tấn công 3 vị trí hệ thống hỏa tiễn phòng không của Nga và các đơn vị pháo binh đã phá hủy một kho đạn của đối phương. Quân đội Nga đang cố gắng nắm giữ các khu vực bị chiếm đóng tạm thời, tập trung nỗ lực kiềm chế các hành động của lực lượng phòng vệ Ukraine theo một số hướng nhất định đồng thời đối phương đang tiến hành các hành động tấn công lẻ tẻ trên các hướng bắc mút Amerika và novopalika những kẻ xâm lược nga đang pháo kích vào các vị trí của lực lượng phòng vệ ukraine dọc theo giấy tuyến xây dựng công sự theo những hướng nhất định và tiến hành trinh sát đường không quân xâm lược tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng và nhà dân vi phạm luật nhân đạo quốc tế luật lệ và phong tục chiến tranh trong ngày qua, quân đội Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và 26 cuộc không kích. Đồng thời, nổ súng bằng hệ thống hỏa tiễn hàng loạt hơn 27 lần. Mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái tấn công, cụ thể là từ lãnh thổ của Belarus vẫn đang tồn tại. Quân xâm lược Nga tiếp tục cưỡng chế tái định cư dân thường tại các khu vực bị chiếm đóng tạm thời của vùng Kherson. Kẻ thù đe dọa dân thường lan truyền thông tin về khả năng phá hoại đập thủy điện Kakhovka. Đồng thời, cư dân địa phương bị tước đoạt các phương tiện liên lạc. Tất cả những ai sở hữu điện thoại di động đều bị tịch thu. Bọn cầm quyền Tây Sai Nga ở Kherson đã chuyển đến thành phố Skado. Bộ Tư lệnh Nga đang cố gắng bù đắp cho những tổn thất nhân sự dai dẳng của các đơn vị Nga trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến trên lãnh thổ Ukraine bằng các quân nhân mới bị gọi nhập ngũ các nhân viên FSB của Nga thực hiện cách gọi là làm việc với những người từ chối tham gia các hoạt động chiến đấu. Theo thông tin cập nhật, các kho đạn của địch ở vùng Zaporizhia được xác nhận là đã bị phá hủy vào ngày 29 tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, các cụm quân địch cũng bị tấn công và 5 đơn vị thiết bị quân sự bị phá hủy. Trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine đã thực hiện 22 cuộc xuất kích, đánh trúng 19 kho đạn và thiết bị quân sự ba vị trí hệ thống hỏa tiễn phòng không của đối phương. Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn rơi hai máy bay không người lái Orlan-10 và sáu máy bay không người lái tấn công Shahi-136 của Iran trên các hướng khác nhau. Các đơn vị hỏa tuyển và pháo binh của Ukraine đã bắn trúng hai cụm quân, kho đạn và thiết bị quân sự của đối phương, một kho đạn và bốn mục tiêu quân sự quan trọng khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng sẽ sớm nhận được các chiến đấu cơ F15 và F16. Trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào tối mùng 1 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng không quân của các lực lượng vũ trang Ukraine đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược Nga bằng cách sử dụng các trang bị kém hơn so với máy bay của quân xâm lược. Vì vậy, cần phải trang bị hiện đại lực lượng phòng không của các lực lượng vũ trang Ukraine đã anh dũng chiến đấu chống lại kẻ thù vượt trội hơn hẳn. Họ đang làm như vậy bằng cách sử dụng thiết bị lỗi thời kém hơn so với các phương tiện hàng không mới hơn của quân xâm lược. Quân Nga đã mất ít nhất 500 chiến đấu cơ và máy bay trực thăng, nhưng chúng ta phải trả giá đắt cho những chiến thắng này. Tổng thống cũng công bố một video bằng tiếng Anh của United 24 Media về công việc của các phi công quân sự Ukraine và những gì có thể giúp Ukraine đạt được ưu thế trước kẻ thù trên bầu trời, đặc biệt là máy bay F15 và F16. Hàng chục phi công đã được không quân Ukraine lựa chọn để huấn luyện lái các máy bay chiến đấu của phương Tây. Phát ngôn viên của lực lượng không quân Yuri Inat cho biết như trên hôm thứ hai, báo cáo cho biết đây là những phi công trẻ có kiến thức về tiếng Anh và kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ. Inat lưu ý rằng, vấn đề cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu loại phương Tây có thể là F-15 và F-16, rất cấp bách. Các phi công Ukraine đã sẵn sàng lên đường huấn luyện ngay trong ngày mai. Các đối tác phương Tây cuối cùng sẽ quyết định loại máy bay nào có thể được cung cấp cho quốc gia đang gặp khó khăn này. Thật không may, không quân của chúng ta ngày nay chỉ có các máy bay MiG và Sukhoi của Liên Xô không đáp ứng được các mối đe dọa quân sự do cường quốc Nga gây ra khi họ bắn phá Ukraine bằng các hòa tuyển hành trình mạnh mẽ. Ông cho biết giới lãnh đạo quân sự, chính trị và ngoại giao đang làm việc theo mọi hướng để đẩy nhanh tiến độ giao hàng như vậy. Hơn 300 máy bay không người lái tấn công Kamikaze Sahi-136 đã bị bắn hạ kể từ ngày 13 tháng 9. Tiếng nổ trên đường cao tốc Mariupol Donetsk gần Vonovakha. Các vụ nổ được nghe thấy trên đường cao tốc Mariupol Donetsk trong khu vực thị trấn Vonovakha bị Nga chiếm đóng gần Mariupol, mà kẻ thù sử dụng hàng ngày để vận chuyển thiết bị quân sự. Các vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực Vonovakha. Đồng thời, các phương tiện truyền thông của quân xâm lược bắt đầu than thở rằng một con đường dùng cho các mục đích dân sự Mariupol Donetsk đã bị phá hủy. Đó là một lời nói dối hoàn toàn. Con đường từ Mariupol đến Donetsk được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự hàng ngày từ Nga qua Novoazov và Mariupol và từ hướng Crimea. Petro Andriushenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, cho biết như trên. Ông cũng lưu ý rằng những kẻ xâm lược Nga như mọi khi bình tĩnh đậu xe tải quân sự với đạn dược trong đêm, ngay trong sân nhà của dân thường ông đã công bố một bức ảnh được chụp tại một ngôi làng gần Mariupol vào đêm hôm trước. Quân xâm lược Nga tiếp tục sử dụng thường dân Ukraine như một lá chắn con người. Cố vấn của thị trường viết. Tổn thất của quân Nga tiếp tục tăng lên rất nhanh. Trong bản báo cáo sáng thứ Tư mùng 2 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, giao tranh đang diễn ra ác liệt tại Kherson và tổn thất của quân Nga đang ở mức rất cao. Thương vong của quân đội Nga ở Ukraine đã tăng lên 72.470 binh sĩ bị thiệt mạng. Phát ngôn nhân Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 11, lực lượng vũ trang Ukraine đã loại khỏi vòng chiến khoảng 72.470 binh sĩ Nga, trong đó có 650 người chỉ trong ngày qua. Chỉ trong 24 giờ của ngày 1 tháng 11, 12 xe tăng, 16 thiết giáp, một chiến đấu cơ và 4 máy bay trực thăng bị phá hủy. Quân Ukraine cũng bắn rớt 45 hỏa tiễn hành trình và 2 máy bay không người lái. Tính chung từ khi Nga mở cuộc xâm lược vào Ukraine cho đến hết ngày 1 tháng 11, quân Nga đã thiệt mất 2.698 xe tăng Nga, 5.501 xe thiết giáp, 1.730 hệ thống pháo, 383 hệ thống hỏa tiễn hàng loạt 197 hệ thống phòng không, 276 máy bay, 257 trực thăng, 1.415 máy bay không người lái tác chiến chiến thuật, 397 hỏa tiễn hành trình, 16 tàu thuyền, 4.143 phương tiện chuyển quân và nhiên liệu, 154 đơn vị thiết bị đặc biệt. Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc Iran gửi thêm máy bay không người lái chiến đấu đến Nga trong tháng này. Iran có kế hoạch gửi một lô hơn 200 máy bay không người lái chiến đấu tới Liên bang Nga vào đầu tháng 11, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng, các máy bay không người lái sẽ bao gồm máy bay không người lái chiến đấu Sahib 136, Mohayev số 6 và Aras số 2 và sẽ được chuyển qua biển Caspi đến cảng Astrakhan. Các máy bay không người lái sẽ đến trong trạng thái đã được tháo rời và các lực lượng Nga sẽ lắp ráp lại và sơn lại chúng với các dấu hiệu được sử dụng của Nga, cụ thể là Geranium số 2. Việc phát hiện ra máy bay không người lái Kamikaze của Iran vào tháng trước đã gây ra sự phản đối kịch liệt vì sự tham gia của Iran vào cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, kể từ ngày 13 tháng 9, Ukraine đã bắn hạ hơn 300 máy bay không người lái Shahed 136 do Iran sản xuất mà mặc tư khoa đang sử dụng để làm tê liệt cơ sở hạ tầng quan trọng. Ukraine và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc nga có được máy bay không người lái từ Iran khi nước này phải vật lộn để bổ sung kho vũ khí cho chính mình. Iran đã phủ nhận việc gửi máy bay không người lái cho nga trong một cuộc họp báo với các nhà báo hôm thứ sáu. Iran cho biết. Mặc Tư Khoa đang thay đổi chiến thuật vì không còn đủ hỏa tiễn. Họ sắp hết hỏa tiễn Iskander. Các loại hỏa tiễn khác cũng khan hiếm. Ông nói thêm, họ chỉ đánh vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và cơ sở hạ tầng năng lượng gần đây. Điều đó cho thấy họ không có khả năng quan tâm đến các đối tượng quân sự Chiến dịch không kích của Nga nhằm vào các nhà máy điện Ukraine và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác đã dựa vào các máy bay không người lái tấn công, được thiết kế để lao vào mục tiêu và phát nổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hơn một phần ba ngành năng lượng của đất nước ông đã bị phá hủy trong tháng qua. Các máy bay không người lái thường được phóng vào đầu giờ sáng để tránh bị hệ thống radar của Ukraine phát hiện và quan trọng hơn là gây thương vong tối đa cho dân thường, Inat nói. Mỹ, Pháp và Anh cho biết, việc chuyển giao vũ khí từ Iran cho Nga là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cho đến nay, Bộ ngoại giao Iran vẫn quyết liệt phủ nhận bất kể các bằng chứng không thể chối cãi là xác các máy bay không người lái bị bắn hạ trong cuộc phản công giành lại các lãnh thổ trong khu vực Kharkiv. Quân Ukraine còn tịch thu được tại Kupiansk các máy bay không người lái Shahi-136 còn nguyên vẹn. Ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu Joseph Borrell tiết lộ rằng ông khá ngạc nhiên vì trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với phía Iran Bộ trưởng Ngoại giao nước này là Hossein Ami Abdullahian vẫn tiếp tục khẳng định rằng chính trị của chúng tôi là chúng tôi phản đối chiến tranh và sự leo thang chiến tranh ở Ukraine. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.